Alo, xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư và khán giả của kênh Ichimoku Stock. Hello, hello mọi người. Em là Thành Mochi, em lên live stream vào khung giờ từ 8:30 trong khoảng từ 8:30 đến 9 giờ các ngày trong tuần. Hello tất cả anh chị ạ. Xin chào mọi người. Các anh chị bắt đầu vào sân Alo, like, nhớ like xin chào tất video cả các anh chị tại nhà những đầu tư comment và và bình cảm luận luận của của kênh bạn. Ichimoku Trong Stock. lúc Thành trình Hello, bày hello thì anh mọi chị người. nhớ thả Em tim là để Thành ủng hộ Mochi, em chi lên em live ok stream mọi vào người. khung giờ từ 8:30 trong khoảng Cảm từ ơn tất cả anh chị em. 8:30 đến 9 giờ các ngày trong tuần. Hello tất cả anh chị ạ. Xin chào mọi người. Các anh chị bắt đầu vào sân Alo, like, nhớ like xin chào tất video cả các anh chị tại nhà những đầu comment tư và và cảm bình luận luận của của kênh kênh Ichimoku Ichimoku Stock. Trong lúc Thành trình Hello bày thì hello anh mọi chị người. nhớ thả Em tim là để Thành ủng hộ Mochi, chi em lên em live ok stream mọi vào người. khung giờ từ Hello mọi người, 8:30 đến với lại cái buổi trong phiên khoảng live tất stream cả giờ nhận định 30 thị đến trường 9 ngày giờ hôm các ngày nay. trong tuần. À, Hello thị tất cả trường anh chị ạ. chứng khoán của chúng ta có Xin chào. 3 phiên tăng điểm liên tiếp. Các anh chị bắt đầu vào sân like, Hello, nhớ like xin chào tất video cả các anh chị tại nhà những đầu comment tư và và cảm bình luận luận của của kênh kênh Ichimoku trong Stock. lúc Thành trình Hello bày thì hello anh mọi chị người, nhớ thả em tim là để Thành ủng hộ Mochi chưa em. tắt cái âm của live stream. Hello anh chị em, nó vừa bị vọng âm và Thành đã điều chỉnh rồi. Hello mọi người nhé. Các anh chị bắt đầu xem live stream thì nhớ like, nhớ chia sẻ và thả tim vào phần bình luận. Chúng ta có 3 phiên liên tiếp thị trường tăng điểm từ khu vực 1239 đúng không ạ? Khu vực 1239, 1240 và đến ngày hôm nay 3 phiên giao dịch số lượng hàng về thì cũng đã được hấp thụ trong những cái phiên gần đây thanh khoản có phần hạn chế về khối lượng đúng không ạ? Khối lượng ở trên thị trường nó có phần hạn chế bởi vì có thể là lý do của nhóm VN30 thì dòng tiền kéo VN30 nên là cái chỉ số thanh khoản của chúng ta nó không có gì đột biến nhiều, nó không nhiều như cái phiên ngày 16 tháng 8 đúng không anh chị? Đó. Vậy thì trên cái quan điểm về thị trường chúng ta đang ở trong cái thời điểm thời khắc hiện tại như thế này thì sự tích cực trên thị trường được tiếp diễn. Hôm nay có sự góp điểm của một vài cổ phiếu ngân hàng đúng không ạ? Như SSB, như cổ phiếu Vietcombank, cổ phiếu CTG và cổ phiếu Techcombank. Vậy thì chúng ta nhận định về phiên hôm nay một chút mọi người nhé. Phiên hôm nay số lượng mã tăng áp đảo vẫn áp đảo số lượng mã giảm. Có một vài cổ phiếu thuộc nhóm ngành nhựa đúng không ạ? Như cổ phiếu Bình Minh, nhựa Bình Minh sau khi cái thời gian mà cổ phiếu này hoạt động ở trên khu vực đỉnh thì hôm nay là chính thức bứt lên đúng không? BMB này, nhựa Bình Minh là một cổ phiếu mà chúng ta cũng có quan sát với nhau trong thời gian gần đây rất là tốt đúng không ạ? Đó. Vậy thì trước hết chúng ta đi phần bình luận về thị trường của thị trường ngày hôm nay. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay chúng ta đang thấy một cái sự vận động rất là tốt của thị trường chung. Hôm nay là cái phiên đáo hạn phái sinh thì cũng có một cái dòng tiền vào thị trường cũng tương đối là e dè đúng không ạ? Bởi vì căn bản là cái khối lượng thấp hơn ngày hôm trước. Hôm trước thì khối lượng trên 500 triệu cổ giao dịch, hôm nay có 477 triệu thôi. Thì chúng ta sẽ phải xem xét rất là kỹ trong thời gian hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà thị trường được kéo điểm lên và nhất là có một vài cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu ngân hàng ấy đúng không ạ? Cổ phiếu ngân hàng chúng ta thấy cổ phiếu SSB là một cái cổ phiếu mà đã từ lâu lắm rồi, cổ phiếu này đánh rất là khó chịu. Cổ phiếu SSB thì hôm nay lại đột nhiên lại tím đúng không ạ? Vậy thì dấu hiệu thị trường chúng ta cũng đang thấy một cái vấn đề cổ phiếu VN30 đa số là tăng nhẹ thôi mọi người ạ. Trong cái nhóm VN30 thì ngân hàng đóng góp rất là nhiều nhưng mà cái giá trị tăng thì rất là nhẹ. Chỉ có một cái ông là cái ông SSB, cổ phiếu SSB, ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á thì tăng cũng khá là tốt. Vậy thì nhận định ở thời điểm hiện tại đối với chúng ta nhìn thấy thị trường đã vượt qua những cái vùng cung cầu, cái vùng hỗ trợ và đã thoát hẳn lên. Vậy thì trong cái hành động ở trong cái thời gian sắp tới thì chúng ta chọn cổ phiếu nào đúng không ạ? Câu chuyện trong cái đoạn câu chuyện thị trường giảm hay là ở cái thời điểm thị trường tăng thì cái quan trọng nhất là chúng ta chọn cổ phiếu nào đúng không ạ? Cổ phiếu nào để chúng ta cầm nắm và đầu tư thì mới là quan trọng nhất.
Thị trường giảm thì chúng ta cũng có cái cách để trading để làm sao là mang được lợi nhuận, đúng không ạ? Và thời điểm hiện tại thì thị trường đã qua 3 phiên giao dịch, chưa có phiên đỏ, đúng không? Đúng anh chị em, chưa có cây nến đỏ. Anh chị em livestream, xem livestream nhớ thả tim, thả like và bình luận nhé mọi người nhé. Thả like, thả tim và bình luận ủng hộ Thành nhé. Đây, thả tim này, có các bạn nào đang thả tim này. Ok chưa? Thả yên con. Xin chào anh Quỳnh N2Q. Ok mọi người nhé. Thị trường trong ngày hôm nay, cái nhóm VN30 là cái nhóm hôm nay tăng 7,47 điểm. Nhưng mà nó lại đến từ cổ phiếu SSB là chính. Bởi vì sao? Bởi vì phần lớn cái nhóm VN30 tăng rất nhẹ, tăng nhẹ tí tí thôi. Anh chị em nhé. Vậy thì chúng ta sẽ phải nhìn nhận một vài cổ phiếu cụ thể. Sau cái phần nhận định về thị trường ngày hôm nay, ai cũng thấy sự tích cực tăng điểm. Vậy thì chúng ta sẽ đi qua cái phần tiếp theo là cái phần bàn luận về một nhóm cổ phiếu cụ thể. Chúng ta vẫn bàn với nhau cổ phiếu Thế Giới Di Động, cổ phiếu Vinhome, cổ phiếu Đất Xanh, cổ phiếu Dabaco, và anh chị em cần hỗ trợ về cổ phiếu nào thì anh chị em có thể để lên phần bình luận. Thì chúng ta sẽ đi qua những cái cổ phiếu đó để chúng ta cùng bàn luận, đúng không ạ? Cùng bàn luận về những cái cổ phiếu mà anh chị em cần hỗ trợ và quan tâm nhé, mọi người nhé. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ em Thành trong thời gian vừa qua. Xin chân thành cảm ơn. Chúng ta đến với lại cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu Vinhome. Vẫn là cái câu chuyện về cổ phiếu Vinhome. Chúng ta có những cái phân tích liền mạch về một nhóm cổ phiếu cụ thể thôi, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì rất khó có thể anh chị em có thể đầu tư nhiều cổ phiếu một lúc và quan sát trên bảng điện 5-6 mã một lúc thì đúng là không ai có thể làm được. Kể cả những cái người hoạt động trong lĩnh vực tư vấn như như bọn em thì cũng không thể có sức đâu mà theo dõi 5-7 cổ phiếu được. Chúng ta cũng chỉ theo dõi những cái cổ phiếu nào mà chúng ta quan tâm và chúng ta hiểu về nó thôi. Tuy rằng dòng tiền thời điểm hiện tại chưa mạnh nhưng chúng ta cứ làm cái việc đó thường xuyên và khi cung cầu đã đủ, sức nén đã đủ thì cổ phiếu có thể bật lên, thì lúc đó chúng ta chớp được cái thời cơ. Ok mọi người nhé. Chúng ta đến đầu tiên là cổ phiếu Vinhome. Vậy thì Vinhome có liệu rằng có về lại được cái vùng 41 hay không? Có về lại được cái vùng 42, 41, 42 là cái vùng mà cái vùng hỗ trợ mà chúng ta đã kẻ ra ở đây hay không? Được chưa? Vậy thì nếu như trong các thời gian tới, chúng ta nhìn nhận nhá, trong các thời gian tới, trong trung hạn thì anh chị em mua ở cái vùng dưới 40 cho Thành là ok rồi, đúng không ạ? Trong cái zoom trung hạn của chúng ta, cổ phiếu này thì Thành khuyến nghị cho anh chị em là dưới 40 anh chị em mua đầu tư thoải mái rồi. Vậy thì thời điểm hiện tại với những anh chị em ngắn hạn, ví dụ như anh Quỳnh đây, thì mua ở thời điểm này và bây giờ lãi thì chốt hay không, thì chúng ta phải xem ở trên một cái đồ thị khác, đúng không ạ? Ví dụ như Vinhome, anh chị em chỉ cần nhìn vào cái đồ thị này thôi thì anh chị em sẽ hiểu được cái cách hoạt động của nó và nó sẽ phải tuân thủ như vậy. Nó sẽ phải tuân thủ như vậy chứ không phải là cái biểu đồ này vẽ ra cho vui mọi người nhá. Đây nó là một cái biểu đồ mà tất cả mọi cổ phiếu, đây nó là một cái biểu đồ đa mây. Tất cả mọi cổ phiếu trên thị trường này, kể cả VN Index sẽ phải tuân thủ nó. Ví dụ cái thời điểm tại vì sao dưới 40, Thành đã khuyến nghị anh chị em mua cổ phiếu này dưới 40. Cho dù ở thời điểm 37, 38, 39 thì anh chị em cũng mua thoải mái, đúng không? Thời điểm đó là Thành khuyến nghị anh chị em mua dưới 40 thì cổ phiếu nó đâu đó ở 38 thì phải. Thành có nhớ như vậy. Vậy thì ở thời điểm hiện tại thì sao? Cái vùng cung cầu của chúng ta chờ đợi nhưng mà nó không tới. Cái vùng 40, tại sao nó vượt qua cái vùng 40? 40 nó là cái vùng cung cầu quan trọng nhất. Khi cổ phiếu đã hoạt động ở trên rồi thì dòng tiền nó sẽ vào mạnh hơn. Mọi người chú ý ạ. Và Vinhome nó là một cái câu chuyện mà những cái dự án bất động sản người ta phải chờ đợi và chuẩn bị vài năm. Ít nhất thì 1 năm trở lên, không thì 4-5 năm từ khi quy hoạch và điều chỉnh mục đích sử dụng đất đến khi hình thành được một cái bản đồ quy hoạch 1 trên 500, đúng không? 1 trên 2.000, 1 trên 500 để triển khai và thi công được thì nó phải mất rất nhiều năm. Vậy thì Vinhome nó là một cái công ty doanh nghiệp bất động sản mang yếu tố đặc biệt ở trên thị trường hay còn gọi là số 1 Việt Nam.
khi đi đến đâu đều tạo ra GDP rất cao cho địa phương. Và Hưng Yên, Vinhome đã đóng góp vào GDP của năm 2022 và năm 2023 chiếm đến 70% GDP của tỉnh. Vậy thì thời điểm hiện tại, những khu vực của Hà Nội hay là Sài Gòn hay là miền Trung hay là khắp các miền Tổ quốc đều chờ đợi cái doanh nghiệp này đến để quy hoạch dự án bất động sản. Vậy thì nó lại khác hoàn toàn với tất cả các doanh nghiệp khác. Cái thời điểm trước chúng ta có đích, có sale, rồi có CII, rồi hút đi xin dự án và gom đất chờ tăng giá hơn là việc triển khai dự án. Đúng không ạ? Thì bây giờ đã hết cái thời của nó rồi. Bây giờ là thời của đất sạch, doanh nghiệp tốt và mang lại lợi ích cho địa phương và cho cộng đồng đầu tư. Vậy thì Vinhome, anh chị em mua ở giá dưới 40 thì không phải lo nghĩ về target. Còn những anh chị em mà mua sau thời điểm đó, có thể là mua ở giá 43 đi, đúng không? Để cho nó đỡ xa xôi. Vậy thì quản trị như thế nào đối với cổ phiếu này? Anh chị em vui lòng quản trị như sau. Khi cổ phiếu hoạt động ở trên cái vùng quan trọng nhất rồi, cái vùng 40 là vùng quan trọng nhất, và cổ phiếu hiện tại đang hoạt động tích lũy ở khu vực 44, nếu như chúng ta đo target được Vinhome có thể tăng được lên khu vực 5x50 thì 43, 42, 44 thì dài hạn, trung hạn thì không phải là vấn đề. Và tốt nhất một cổ phiếu mang yếu tố đặc biệt như vậy thì chúng ta cứ lì lợm là sẽ có ăn. Và anh Quỳnh có Vinhome lời 7%, anh chốt lời ở khu vực nào cũng là giá rẻ nếu như chúng ta cầm đủ target. Và cái target của chúng ta là để đến tháng 10. Mọi người nhá, target của Vinhome đối với Thành là để sang tháng 10 luôn được. Ok ạ, mọi người nhá, Vinhome là cổ phiếu đầu tiên. Chúng ta vừa bàn luận về Vinhome, vậy thì chúng ta sẽ sang một cổ phiếu. Mọi người có câu hỏi gì thì vui lòng để lên trên phần bình luận. Và trong lúc Thành trình bày, và anh chị em nhớ thả tim, thả like để tăng tương tác. Mọi người cứ để câu hỏi lên phần bình luận, bởi vì bố cục của chúng ta là chúng ta phân tích về một loạt những cái cổ phiếu cũ và tiếp tục sang thế giới di động. Những câu hỏi của anh chị em thì Thành sẽ giải đáp sau. Ok ạ. Thế giới di động là một cổ phiếu tốt, đúng không ạ? Câu chuyện về quy hoạch những cái shop, như mọi người đã biết, cuối năm 2023 một loạt những cái khó khăn đến với doanh nghiệp bán lẻ, Long Châu này, rồi FRT đấy, đúng không ạ? Đóng cửa rất nhiều cửa hàng điện máy, điện thoại, FPT shop để chuyển sang bán thuốc và hiệu thuốc Long Châu. Hiện tại thì đã mở rộng rất là tốt và hoạt động có lãi. Còn về thế giới di động là câu chuyện của thế giới di động, chuỗi của ở Việt Nam, là chuỗi thế giới di động Bách Hóa Xanh. Ở bên Campuchia, Indo thì đang xây dựng hình thành lên Era Blue. Bách Hóa Xanh thì dần dần đến quý 2 của năm 2024 vừa qua thì đã báo cáo có lãi, đúng không ạ? Trước khi là trước đó thì là lỗ và về điểm hòa vốn và đang bắt đầu có lãi. Đấy là cái vấn đề của cái vấn đề của hiện tại. Doanh thu của mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh là đâu đó là 2,1 tỷ rồi, về điểm có lãi, tức là lãi không nhiều nhưng mà không lỗ rồi. Vậy thì tiềm năng nào cho cổ phiếu này sau cái báo cáo quý 2 lãi 1.172 tỷ. Lợi nhuận trong quý 2 đấy ạ là 1.172 tỷ và có cái lượng tiền mặt là 5 tỷ hơn tiền và tương đương tiền là 25 tỷ đâu đó. Vậy thì tiền và tương đương tiền, tức là cổ phiếu và trái phiếu đó của Bách Hóa của Thế Giới Di Động đâu đó là 31.000 tỷ. Vậy thì cơ hội đầu tư với cổ phiếu Thế Giới Di Động thời điểm hiện tại là ok, đúng không ạ? Thời điểm hiện đại chỉ là cổ phiếu điều chỉnh và lại tăng tiếp thôi, nó không còn khó khăn gì nữa. Mọi người chú ý nhé, chúng ta đã đi qua cái cổ phiếu Thế Giới Di Động và đã khuyến nghị anh chị em mua từ rất lâu rồi. Từ Thành có nhớ là từ 445, 448 gì đó. Ở cái thời điểm này này, đúng không? Ở cái thời điểm này này, ở cái thời điểm cuối đầu tháng 3 năm 2024 này, là chúng ta đã nhìn thấy sau cái báo cáo quý 1 rồi. Là chúng ta đã nhìn thấy những cái nào là bán 15% cho nhà đầu tư Trung Quốc này, đúng không? Đóng cửa hàng và quy hoạch lại cái vấn đề của Bách Hóa Xanh và Indo nữa. Thì chúng ta đã nhìn thấy những cái vấn đề từ đây, chứ không phải đến thời điểm này mới khuyến nghị anh chị em đầu tư.
Và đây nó là cái thời điểm rất nhiều nhà đầu tư họ hái quả quả ngọt rồi. Vậy thì thế giới di động ở thời điểm hiện tại, sau từ đây đến cuối năm 2024, thì đương nhiên cái quý 4 mỗi năm nó đều là cái quý mà tốt nhất của ngành bán lẻ, đúng không ạ? Ngành bán lẻ là như vậy, cứ quý 4 là như vậy. Cả vàng bạc rồi cả bán lẻ các ngành nghề. Vậy thì hiện tại cổ phiếu thế giới di động nó không về được cái vùng, nó cũng về đúng cái vùng mà chúng ta đã định hướng đây, đúng không ạ? Nó cũng về đúng cái vùng mà 65 cộng trừ là cái vùng cũng rất là tốt rồi. Nên nhà đầu tư mua cổ phiếu thế giới di động ở thời điểm này thì chúng ta cố gắng cầm lâu một chút nữa. Bởi vì sao? Sau khi hoạt động mất cái nền giá 70, hoạt động ở quanh cái nền giá 67, 68. Và bây giờ cổ phiếu lại lấy lại được một nền rồi. Và đương nhiên khi lấy lại được một nền thì chu kỳ tăng của nó sẽ tiếp diễn, lấy lại nền 2 và lại vượt đỉnh tiếp. Xu hướng của thế giới di động là xu hướng của vượt đỉnh nha mọi người nha. Ok ạ. Cổ phiếu tiếp theo, cổ phiếu Dabaco. Chúng ta cứ đi lần lượt những cái cổ phiếu như vậy, đúng không? Để cho anh chị em có sự quan sát. Dabaco thì hôm nay lại rất tốt. Hôm nay Dabaco rất tốt. Sau cái cây vọt đỉnh nhưng mà bị bán áp lực vào cái điểm 30.6 là cái vùng cản của cổ phiếu và cản của chi câu. Hiện tại thì Dabaco vẫn có cái vùng cản ở khu vực 30.6, đúng không? Cái dâu này và dần dần nhích lên, nâng nền dần lên thì những điều tốt đẹp sẽ xảy đến ra với cổ phiếu này. Còn hiện tại Dabaco vẫn đang ở trong trend tăng nên anh chị em cầm nắm giữ, ok chưa? Đó, đất xanh thì hôm nay thế nào mọi người? Ổn chứ đúng không? Đất xanh ok, đất xanh hôm nay chạm cái vùng target đầu tiên thôi. Tiềm năng của Thành thấy đất xanh nó còn tăng lên được nữa mọi người nhá. Tiềm năng nó còn tăng lên đến giá 17, 18 là hoàn toàn bình thường với cổ phiếu này. Anh chị em có thể, nhiều anh chị em có thể bán ở đây. Nhưng mà nó lại điều chỉnh có 1, 2 like, 3 like thì những ngày sau lại không dám mua lại đâu. Và sợ rằng nó lại tăng tiếp. Mọi người nhá. Ok ạ. Vậy là chúng ta vừa lướt qua 4 cái cổ phiếu. Đầu tiên là những cái cổ phiếu thường nhật của chúng ta. Vinhome, Thế giới di động, Dabaco và Đất Xanh. Hôm nay chủ đề thăm mai cái logo của chúng ta là về nhóm chứng khoán. Vậy thì cái nhóm chứng khoán nó có cái điều gì? Ở cổ phiếu HCM đúng không? Là một cổ phiếu mà chúng ta cũng đã bàn đến nhiều lần. Cũng đã khuyến nghị anh chị em từ lâu rồi, đúng không ạ? HCM nó là cái một cổ phiếu mang lại cái lợi ích lợi ích cho doanh nghiệp và cho thị trường. Tại vì sao Thành lại chọn HCM? Đúng không ạ? HCM thì nó là một cái cổ phiếu nó là một cái cổ phiếu mà rất là hay ở trên thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Một cổ phiếu mà trong năm từ cái thời điểm đại dịch đến thời điểm hiện tại mới phát hành có một lần thôi mọi người nhá. Từ năm 2020-21 đến năm 2024 thì mới phát hành có một lần thôi. Và những cái yếu tố nào làm cho cái cổ phiếu này hấp dẫn chúng ta? Vậy thì mọi người chú ý trên màn hình, chúng ta đang nhìn thấy một cái thông tin về báo cáo quý 2 của năm 2024 của HCM. HCM thì đang lấy lại được thị phần môi giới sau khi thực hiện tăng vốn từ 5.000 tỷ tăng lên 7.000 tỷ trong thời gian vừa qua thì đã tăng vốn có một lần thôi. Vậy thì nhờ cái nguồn vốn đó thì cái thị phần cũng như là cái tiềm năng của doanh nghiệp cũng tăng dần lên theo. Với lại một cái quan trọng nhất trong thời gian vừa qua mà chúng ta đang chờ đợi đó là cái pre-funding, tức là bù trừ cho nhà đầu tư nước ngoài mua trước trả tiền sau. Tức là cái T của Việt Nam nó là cái T2.5 và nhà đầu tư nước ngoài họ yêu cầu họ có thể đặt lệnh mua trước nhưng mà hàng về tài khoản thì họ trả tiền và đã được thông qua và ký vào ngày 18 tháng 9. Đây nó là cái thời điểm mà HCM được nhắc đến nhiều nhất vì cái doanh nghiệp này chúng ta đã phân tích với nhau từ 30 tháng 8 rồi nhá. Cái doanh nghiệp này nó tập trung vào khách hàng tổ chức và nước ngoài, tức là những khách hàng lớn nhất trên thị trường thời điểm hiện tại, là lượng khách hàng mà ổn định và lớn nhất thì ông HCM ông tập trung vào đó chứ không phải là khách hàng cá nhân. Thành nghĩ rằng rất nhiều anh chị em có đầu tư chứng khoán nhưng mà nhà đầu tư cá nhân thì rất ít người có tài khoản của bên HCM, đúng không ạ? Hay còn gọi là BSC đấy.
Ok chưa? Vậy thì HCM đã được cái lợi thế như thế rồi nhá. Nên là mọi người, chúng ta vừa lướt qua một cổ phiếu HCM này, MBS này. MBS là cổ phiếu cũng rất là hay, sắp sửa tăng vốn, Thành đã nốt lại cho anh chị em rồi đây. Cái vùng mua của chúng ta phát hành 130 triệu cổ cho nhà đầu tư, và đương nhiên là cũng theo những cái dấu chân của những cái tổ công ty chứng khoán như là FCS, BSI và CTS đều có, tức là cái mô típ của MBS là sau một ngân hàng, thì ông PSI là sau của ngân hàng BID đúng không? Ông CTS thì CTG thì đều phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Vậy thì MBS kế hoạch phát hành 138 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài vào tháng 11 năm 2024. Nó là đi theo những cái người đàn anh trước của nó. Ví dụ như là FCS, CTS, BSI có cái sự tăng giá rất mạnh ở trong cái thời điểm đó. Đúng không? Vậy thì mọi người chú ý đúng không? Mỗi một cổ phiếu chứng khoán nó có một cái thời điểm khác nhau. Tại vì sao thời điểm này Thành lại chọn HCM và MBS là lý do vì vậy. Nó có câu chuyện riêng và chúng ta cần phải nhìn thấy những cái điều đó để tìm cái cơ hội, cái điểm vào cho anh chị em nhà đầu tư, chứ không phải là xanh đỏ đúng không anh chị? Xanh đỏ là không ăn thua được, không ổn. Nên là cái vấn đề chúng ta nhìn thấy từ cái thời điểm ngày mùng 5 tháng 8 là Thành nhìn thấy là chỉ có HCM và MBS là ok thôi. Ok chưa? Và đương nhiên anh chị em chọn cổ phiếu nào cũng thế. Cái ngày mùng 5 tháng 8 chúng ta đã làm việc với nhau, và khi nhìn thấy dòng chứng khoán là cái dòng hồi lên và có FTS là leader bởi vì nó tím trước, thì chúng ta nhìn thấy ông HCM và ông MBS đúng không ạ? HCM bắt đáy ở ngày mùng 5 tháng 8 và MBS cũng như vậy. Ok chưa? MBS thì mới chia cổ tức 12% nên là nó điều chỉnh giá. Ok mọi người nhá. Câu chuyện về đầu tư chọn cổ phiếu ngày mùng 5 tháng 8 thì bắt cổ nào mà chả có lãi đúng không? Nhưng mà MBS thì chúng ta bắt vào cái thời điểm đó là chuẩn rồi đúng không ạ? Hay là HCM. HCM thì ngày mùng 5 tháng 8. Đấy là hai cái cổ phiếu mà Thành vừa tìm ra cái lý do mua và khuyến nghị cho anh chị em. Đúng không? HCM thì khủng khiếp hơn. Free funding đúng không? Mùng 5 tháng 8 cũng là đúng đáy và đi lên. Vậy thì đầu tư cổ phiếu thì không phải là ngắn hạn được, mà chúng ta phải tìm ra cái lý do đã anh chị em. Lý do để mua đã, để chống được cái suy giảm của thị trường. Ví dụ cổ phiếu giảm, thị trường giảm thì cổ phiếu cũng nào cũng giảm. Nhưng mà những cái thằng nào mà nó giảm mà nó lấy lại những cái phần cái phần trăm giảm ấy, lấy lại hết cái chiết khấu và lại vượt đỉnh tiếp, thì là những cái cổ phiếu nó có cái câu chuyện như vậy. Chứ không phải là chúng ta cứ 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 rất nhiều các bạn broker cổ phiếu nào cũng phím, nhưng mà lại không hiểu được là chúng ta mua vì lý do gì mới là quan trọng nhất. Ok chưa? Vậy thì Thành vừa lướt qua một vài cái câu chuyện như vậy để anh chị em có cái liền mạch, như là có trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta cũng cần phải có quan điểm rõ ràng. Thành trong những cái live stream thì Thành cũng muốn là đưa cái quan điểm rõ ràng lên cho anh chị em, để anh chị em có một cái kênh tham khảo rõ ràng nhất. Ok chưa? Anh chị em có thể ủng hộ Thành bằng cách chuyển ID tư vấn VBS BEFR hoặc tham gia vào Zoom thu phí, thì anh chị em nói nhắn tin qua số điện thoại và Zalo 0973090686. Ok mọi người. Và chúng ta đến với lại cái câu hỏi đầu tiên của N2Q. Anh N2Q, anh Quyền thì Thành đã trả lời câu hỏi của anh em rồi nhá. Lãi anh chị em mua sau ấy, đúng không? Anh chị em mua sau thì lãi ít, nhưng hiện tại nếu như mà chúng ta như anh Quỳnh, ví dụ như VHM lãi 7%, thì bây giờ chúng ta bán, chúng ta mua cổ phiếu nào đúng không? Hay là chúng ta cứ ngồi lì với nó và chờ bán được cái giá 50 đúng không ạ? Vinhome mà lên được cái giá 50 thì hoàn toàn là chỉ là thời gian thôi. Ok mọi người nhé. Đấy, vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta nhìn thấy lợi nhuận này, chúng ta Vinhome ok, bây giờ lãi rồi, thì bây giờ chúng ta bán ở đâu? Thì cái target của thầy ấy, thì thầy chia sẻ với anh chị em là phải sang tháng 10 thì mới cần bán Vinhome nhé. Đương nhiên là cái giá target này cũng khá là cao, bởi vì từ ngày chúng ta phím với nhau từ cái khu vực giá ở dưới này, thì bây giờ ví dụ anh chị em mua ở khu vực này và lãi rồi, thì thôi anh chị em cũng cố cầm để chúng ta bán cùng nhau thì tốt nhất,
đúng không? Người mua trước ngày mua sau nhưng mà bán vào cùng một thời điểm thì là tốt nhất, đúng không? Không lẽ là mua sau thì lại không có quyền chốt cao đúng không? Ok nhé. Hương Nguyễn có câu hỏi về KBC, anh chị em cản bao nhiêu? KBC và VGC, KBC cản bao nhiêu? Mọi người nhớ thả tim thả like nhé. Hello hello, KBC cản bao nhiêu à? Chúng ta nhìn một phần KBC một chút. KBC trên khung đồ thị tuần, khung đồ thị tháng, chúng ta chú ý cản. Ok. Nói về KBC một chút. KBC trong cái thời điểm vừa qua, cổ phiếu này cũng có những cái sự điều chỉnh rất là rõ ràng. Nó cũng chưa thay đổi được xu hướng. Được chưa? Mọi người chú ý nhé. Hương Nguyễn chú ý này. KBC nó chưa thay đổi được xu hướng. Nên là đây nó là một cổ phiếu mà từ đáy đi lên. Vậy thì hiện tại là chúng ta có tìm được một cái câu chuyện nào để chúng ta cầm nắm giữ hay không mới là quan trọng. Vùng cản thì thời điểm nào trên khung đồ thị nào cũng có. Ví dụ như ở cản ở 28, cản ở 29, cản ở 30. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta tìm cái cơ hội đầu tư và chúng ta hiện tại thì cổ phiếu đang hoạt động tốt sau 3 phiên giao dịch. Vậy thì hiện tại chúng ta tìm thấy lý do gì để bán hay không? Hay là chỉ lo về cản thôi? Đối với Thành, cổ phiếu này Thành cũng thời gian vừa qua thì cũng chưa khuyến nghị anh em. Nhưng mà về cản trong ngắn hạn thì đương nhiên chúng ta sẽ nhìn thấy một cái vùng 28. Được chưa? Vùng 28. Vùng 28.x là vùng cản của KBC. Ok nhé. Vùng cản gần nhất đấy mọi người. Còn xu hướng của nó thì đương nhiên một cổ phiếu mà có dòng tiền vào thì xu hướng của nó cũng dễ vượt qua 30 là chuyện bình thường. Thành chỉ nói là chị em hỏi vùng cản thì Thành trả lời cho em chị em vùng cản gần nhất là 28.4. Ok nhé. VGC. Hello anh Lê Tiến Thịnh. Hello Quý Hoàng. VGC mẫu hình không khác gì ông KBC cả. Hai cổ phiếu này cũng nằm đáy đi lên nhờ. Sợ nhờ. Nhà đầu tư mà mua những cái cổ phiếu này là cũng mệt đấy. Thành thì Thành không có thói quen là mua những cổ phiếu như vậy. Thành từ trước giờ cũng chưa khuyến nghị anh chị em mua cổ phiếu đó. Đúng không? Thành trước thì chỉ có khuyến nghị cổ phiếu IDC thôi. IDC với lại SIP thì là những cái cổ phiếu mà nó đặc thù nhưng mà nó cái khối lượng giao dịch thì nó hơi nhỏ. Nên anh chị em nó không dành cho phần lớn đa số mọi người được. Đúng không? Cổ phiếu này thì nó có hoạt động loanh quanh đây thôi chứ nó không có cái mẫu hình đổ đèo như lại KBC như VGC. Về VGC thì hiện tại vẫn đang ở vùng đáy trung hạn. Vậy thì chúng ta có cái lý do gì để mua ông này không? Hay là chúng ta chỉ mua vì môi giới khuyến nghị thôi? Đó, vậy thì cái việc đầu tư đầu tiên là anh chị em cố gắng bóc tách những cái báo cáo tài chính. Ví dụ ông VGC này thì chúng ta đầu tư, chúng ta mua nó là khoảng 500 một tỷ, hơn tỷ. Thì chúng ta đọc về báo cáo tài chính, đọc về nó đang hoạt động những cái gì, có dự án nào đang triển khai, book lợi nhuận để có mafia không hay là book thật, đúng không? Đó, lý do mà cổ phiếu nó đi xuống, nó không có dòng tiền vào thì là như vậy đấy. Mọi người ạ, chứ không phải là cổ phiếu khu công nghiệp thì đương nhiên là cái kế hoạch xây dựng rồi quỹ đất thì là vô biên, bởi vì đất nông nghiệp và phục vụ cho khu công nghiệp thì nó là ưu tiên rồi, đúng không? Thế nhưng vì sao IDC thì nó lại hoạt động quanh quanh vùng đỉnh và nó chưa bị đao xuống vùng dưới như vậy, đúng không? Ok nhá. BAF á, BAF. Nguyễn Hương hỏi về DigiWorld và BAF. BAF thì mua gì bây giờ nữa, đúng không? Mọi người đừng mua hết vùng dưới rồi mà. BF chúng ta cũng đã phân tích với nhau về cổ phiếu này rồi. Phân tích nhiều rồi. Mua ở ngay cái khu vực này này, giá 19 này. Đó, BF chúng ta đã phân tích với nhau khá là nhiều rồi này. BF là khuyến nghị anh chị em mua vùng giá 19 đúng không? Câu chuyện đầu tư thì
nó cũng có những nhiều thông tin để chúng ta có thể xem xét, đúng không ạ? Ok nhé. Cổ phiếu Digicua BEF thì còn được này, thì hỏi về KBC với lại VGC là yếu. Ok ạ. Digicua sau thời gian chia là bao nhiêu nhỉ mọi người nhỉ? Chia là chia cổ tức, chia cổ tức thì tỷ lệ bao nhiêu nhỉ? Ông này mới chia xong đấy. Thành có nhớ là nó điều chỉnh từ 60 mà nó về 46 đấy. 6 mấy, 60 61 mà nó điều chỉnh về 46 này. Đó. À, Đức Tương hỏi về cổ phiếu FTS. FTS nào? FTS thì dạo này Thành lại không chú ý đến nó, bởi vì nếu như mà cái câu chuyện về cái tăng vốn thì ông này cũng đã tăng rồi, bán thì cũng đã bán cho nhà đầu tư Đức nước ngoài rồi, chiến lược xong hết rồi. FTS đấy, BSI, FTS, CTS ấy. Thì còn lại là cái ông MVS thì ông chưa bán, với lại cái ông HCM là cái ông mà hưởng lợi từ phía nhà đầu tư tổ chức và nước ngoài do cái pre-funding đấy, đúng không? Là nhà đầu tư nước ngoài là dạo này lại quay lại nhộn nhịp hơn đối với thị trường chứng khoán của chúng ta. Nếu như hôm nay nhà đầu tư nước ngoài mua 471 tỷ xông xênh tiền rồi đúng không? Bây giờ mua xong là 2 ngày sau mới phải trả tiền cơ mà. Đúng không ạ? Đúng không anh chị? Ví dụ như mua hôm nay thì đến mua hôm qua, mua hôm thứ ba thì thứ sáu ấy phải trả tiền mà. Đúng không? Ví dụ mua hôm thứ sáu, hôm thứ sáu thì nếu có tiền về tài khoản thì nó tính ra thì phải thứ tư tuần sau, thứ ba tuần sau thì mới phải trả tiền. Nhà đầu tư nước ngoài dạo này rất là sông sinh, mua rất là sông sinh, mua lên tỏi rồi, mua được 4 phiên lên tỏi rồi, đúng không ạ? Ok nhé. Anh Lê Tiến Thịnh dạo này cầm cổ phiếu nào? Anh Lê Tiến Thịnh, anh Lê Tiến Thịnh còn xem không? Dạo này đang cầm cổ phiếu nào anh? Anh Quỳnh thì dạo này có Vinhome ngon quá nhỉ. Quỳnh Quỳnh. VHM. Anh Quỳnh là được báo Vinhome từ lâu lắm rồi đúng không? Từ tháng 8, từ 20 tháng 8 đã báo mua Vinhome rồi. Nhựa Tiền Phong, Vinhome, Vinhome từ 20 tháng 8 bây giờ khá khá lại anh nhỉ, hình như cũng 38 thì phải, 38 39 gì đây đúng không, 20 tháng 8 đây đúng rồi, 38 39, nếu mà mua thời điểm này thì lãi hơn rồi chứ đúng không, báo mọi người từ lâu lắm rồi. Ngày 19 tháng 8 nó bắt đầu là bất động sản thì chỉ có đất xanh với lại Vinhome thôi. Rồi chắc mua tầm đấy, lại 7 đến 10%. Bất động sản là chỉ có Vinhome với đất xanh là còn cơ hội thôi anh chị em ạ. Thì còn phần lớn đa số các cổ phiếu là rất là khó. Ví dụ như ông Novaland ấy mọi người. Ví dụ như cổ phiếu Novaland ấy, anh chị em mà động vào là khó ăn lắm. Đúng không ạ? Novaland này. Novaland. Đây. Đấy, đúng không ạ? Nhìn cái chart này, cổ phiếu Novaland là cổ phiếu chúng ta chưa để ý tới. Đúng không? Chưa lần nào xem đến cái cổ phiếu này luôn ấy. Bởi vì vẫn là cái lý do mà chủ tịch chủ tèo thôi. Chủ tịch thì không ok lắm đúng không? Gia đình anh Nhơn anh ấy táng táng kinh khủng khiếp, hay là cái cổ phiếu hình như bây giờ là gia đình chủ tịch Nguyễn Thành Nhơn đâu đó nắm độ khoảng 10% của Novaland thôi đúng không anh chị? Hình như là bị xẻ hết ra rồi. Hay là cổ phiếu Đích cũng thế. Cổ phiếu Đích chỉ thấy chủ tịch với lại vợ với lại con mang ra bán thôi. Đúng không ạ? Thì những cổ phiếu đấy thì làm sao mà lên được? Làm sao mà tăng được? Chẳng giúp ích được gì cho xã hội mà là chỉ thấy bán trong năm 2022 đến năm 2020. Mốt Thiên Tân là sân sau của chủ tịch DIG đúng không? Thiên Tân đấy mọi người, công ty Thiên Tập đoàn Thiên Tân này, cổ đông lớn này, bán từ khu vực 60 70 80, bán dã man, bán 90 triệu cổ.
Đó thì tiền đó thì nó đi vào đâu ạ anh chị em, đúng không ạ? Đó là cái quan điểm mà chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều cái cổ phiếu bơm thổi đến. Và sau này khi mà con trai của chủ tịch đang bán, vợ của chủ tịch cũng đang bán, cổ phiếu đi vào lòng đất luôn, đúng không ạ? Những cái người như thế thì chúng ta cũng không nên đầu tư. Hoặc là như Novaland này mọi người, như Novaland thì mọi người đã thấy rồi. Lúc nào anh Bùi Thành Nhơn anh ấy cũng là nói về cái câu chuyện mà những cái điều tốt đẹp thôi, nhưng mà mọi người có biết là anh ấy giao dịch cổ phiếu Novaland bán mấy trăm triệu cổ ở khu vực giá 70 80 không, đúng không ạ? Đúng không mọi người? Đây này, bán vào mùng 3 tháng 10 này, bán vào mùng 11 tháng 5 năm 2022 này, toàn là giá trên đỉnh thôi, đúng không? Bán 100 triệu cổ này, 100 này, 100 này, thì quanh quanh chỗ này gần 300 triệu cổ ở cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Thì Novaland lúc lúc đấy là giá bao nhiêu mọi người? Đúng không ạ? Đó, vậy thì chọn cổ phiếu nó quan trọng, rất rất là quan trọng. Khi anh chị em đầu tư mà không 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 chọn đúng cổ phiếu thì có thể là chúng ta chọn đúng cổ phiếu nhưng ta mua sai. Thì nó sẽ làm cho sau sau thời gian chúng ta chờ đợi thì cổ phiếu nó sẽ trả lại cho chúng ta những cái gì mà thị trường điều chỉnh. Nhưng mà mua sai cổ phiếu ấy, thì ví dụ như những ông này đúng không? Năm 2022 2021 Novaland chủ tịch bán dã man, đúng không ạ? Bán trên đỉnh của nhà đầu tư từ cuối năm 2021 sang năm 2022.